chào Phước Hưng. Chào Kim Thảo. Phước Hưng đang đọc thư của quý vị khán giả đúng không? Đúng rồi, nhiều thư quá trời luôn á. Nhưng mà bây giờ mình phải chào mọi người trước đã nha. Đúng rồi. Đầu bếp Phước Hưng cùng với Kim Thảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Hưng ơi, hồi nãy đến giờ Hưng có thấy là một lá thư nào đó mà làm cho Hưng cảm thấy là lưu tâm nhất không? Có chứ Kim Thảo, đây là một lá thư của chị Minh Hạnh ở Phú Yên. Gia đình của chị có một cái sở thích khá là đặc biệt. Sở thích như thế nào mà là đặc biệt? Đầu bếp ơi, nhà em rất thích ăn các món kho từ rau củ với nước tương nè, như là khổ qua nè, khổ qua đèo nè, nấm rơm và đậu hũ nữa. Và trong thư chị Minh Hạnh chị cũng có nói với một câu này là đầu bếp ơi, để món kho rau củ kho nước tương thêm phần hấp dẫn, đầu bếp hãy tư vấn giúp tôi vài món kho lạ miệng nè, ngon ngon, vì kho mãi với các nguyên liệu cũ như trên á thì ăn cũng hơi bị ngán đó. Nên tôi muốn đổi vị cho cả nhà sẽ thích hơn và lạ hơn. Vậy thì Hưng đã nghĩ đến một món ăn nào đó mà rau củ kho nước tương thật là ngon chưa? Có rồi, Phước Hưng đã nghĩ ngay từ lúc đã đọc cái lá thư này rồi. Món ngon của ngày hôm nay có tên gọi là đậu bắp kho nước tương. Phước Hưng ơi, mình phải chuẩn bị những nguyên liệu gì cho món đậu bắp kho nước tương? Cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau: 200g đậu bắp, bắp non, sả cây, hành bo rô, một cây chả lụa chay, ớt hiểm, ớt sừng, ngò rí, nước dừa tươi và các loại gia vị thông thường, đặc biệt là nước tương Phú Sĩ. Ngoài cái việc là ngưỡng mộ tài nấu ăn của các đầu bếp của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, Kim Thảo còn rất là ngưỡng mộ tài chọn nguyên liệu nữa. Như quý vị thấy ở đây là những trái đậu bắp rất là non, nhìn rất là ngon. Phước Hưng có thể chỉ cho Kim Thảo bằng cách nào mà Phước Hưng có thể chọn được những trái như thế này không? Muốn lựa những trái đậu bắp ngon thì chúng ta hãy lựa những trái đậu bắp có màu xanh sáng nè. Với lại đậu bắp trái phải nhỏ nè. Mà khi mà chúng ta mua thì chúng ta phải bẻ cái phần đuôi của nó nghe cái giòn là đậu bắp ngon. Và công đoạn tiếp theo thì Hưng sẽ cắt cái hành bo rô này ra. Phần sả này thì Hưng sẽ đập dập cái phần sả rồi chúng ta cắt khúc. Rồi. Và cuối cùng thì Hưng sẽ cắt cái phần chả lụa chay này ra. Quý vị khán giả, chúng ta hãy cắt tương đương với trái bắp non. Rồi, và ớt sừng này thì Hưng sẽ cắt khúc nè. Và những trái ớt hiểm này thì Hưng sẽ đập dập nó đi. Phần ngò rí này Hưng sẽ cắt nhuyễn nè. Kế tiếp thì Hưng sẽ cho lên bếp một cái nồi để chúng ta bắt đầu kho. Hưng sẽ cho vào khoảng 2 muỗng canh dầu ăn nha. Hưng sẽ cho hết cái hành bo rô vào đây. Thơm quá. Cái hành bo rô đã vàng rồi. Bây giờ Hưng sẽ vớt cái hành bo rô này ra. Và công đoạn tiếp theo thì Hưng sẽ cũng dùng cái nồi đất của chúng ta. Hồi nãy chúng ta đã phi bo rô đó. Thì chúng ta sẽ chiên sơ cái phần đậu bắp. Mình làm món đậu bắp kho mà. Thì đúng rồi, khi mà chúng ta kho thì chúng ta hãy chiên đậu bắp sơ qua. Thì giúp cho đậu bắp có độ săn trước khi kho nè. Và ăn có độ dai hơn nữa. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là sẽ chiên đậu bắp trước khi kho, để đậu bắp có được một độ săn nè. Và khi kho lên thì đậu bắp sẽ dai rất là ngon. Rồi bây giờ chúng ta cho hết cái phần đậu bắp vào nha. Kế tiếp thì Hưng sẽ cho hết cái phần bắp non nè và sả cây đập dập vào nè. Chúng ta xào đều tay. Đậu bắp nè cũng như là bắp non săn hết rồi. Hưng sẽ cho vào nửa chén nước dừa tươi. Rồi và Hưng sẽ nêm vào đây là 2 muỗng canh nước tương Phú Sĩ, 1 muỗng cà phê hạt nêm Asingon từ nấm hương và hạt sen, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1 muỗng canh đường. Kế tiếp thì Hưng sẽ cho hết cái phần ớt sừng này vào nè. Rồi, cho vào đây một trái ớt hiểm đập dập luôn. Đúng rồi. Hưng sẽ cho hết cái phần chả lụa này vào rồi chúng ta rim để mà cho những cái gia vị nó cũng thấm vào trong chả lụa chay này luôn. Nhưng mà Hưng ơi, nếu như mà Kim Thảo muốn làm món ăn này để mà ăn trong những ngày thường á, làm thế nào để có thể đổi nó thành một cái món ăn mặn, thêm những nguyên liệu nào? Được chứ Kim Thảo. Nếu mà quý vị khán giả cũng như là Kim Thảo muốn món ăn này và cũng là công thức này mà đổi thành món mặn thì chúng ta chỉ có việc là chúng ta đổi chả lụa chay thành chả lụa mặn mà thôi. Nước ở trong nồi cũng đã sánh lại rồi thì Hưng sẽ cho hết cái phần ngò rí băm nè. Và Hưng sẽ cho vào đây phân nửa hành bo rô mà chúng ta đã phi thơm đó. Bây giờ chúng ta trộn đều lên nha. Rồi tắt bếp nha. Rồi đúng rồi. Rồi bây giờ trình bày ra đĩa thôi. Cho một ít hành bo rô nè. Gắt lên đây một ít tiêu nè.
Rồi, thêm một cọng ngò rí nữa là xong. Đây, cho miếng chả lụa nè. Một miếng đậu bắp nè. Một miếng bắp non. Rồi, mời Kim Thảo. Cảm ơn Phước Hưng. Hưng ơi, đúng thật là chiên đậu bắp xong rồi đậu bắp có một cái độ săn, độ dai ngon ơi là ngon luôn nha. Rồi bắp non thì vẫn giữ được độ giòn. Bên cạnh đó chả lụa chay cũng là một món rất là ngon. Hành bơ rô thì làm cho món ăn của chúng ta có mùi thơm đặc trưng hơn nè. Ai nói món chay là không hấp dẫn chứ. Đúng rồi đó Kim Thảo và Phước Hưng. Cảm ơn Kim Thảo và Phước Hưng. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là chị Minh Hạnh. Phước Hưng xin chúc cho chị Minh Hạnh cũng như là tất cả quý vị khán giả nè làm thành công với món ăn này. Bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã sắp hết rồi. Kim Thảo cùng với đầu bếp Phước Hưng xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Và nếu như quý vị có những yêu cầu món ăn hay là đóng góp ý kiến thì hãy gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083 823 7557, và trang web chính thức của chương trình là mongonmoingay.com. Xin mời quý vị hãy thường xuyên ghé thăm hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Đến đây thì đầu bếp Phước Hưng cùng với Kim Thảo xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại.